Sáng ngày 8 tháng 10, sự kiện chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2023 đã diễn ra, đánh dấu màn so tài đầy kịch tính giữa 4 thí sinh tài năng đến từ các trường trung học phổ thông hàng đầu trên cả nước. Các thí sinh tham gia trong cuộc thi này bao gồm Nguyễn Việt Thành, đến từ trường trung học phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội; Nguyễn Minh Chiết, đến từ trường trung học phổ thông chuyên Quốc học, Thừa Thiên, Huế; Lê Xuân Mạnh, đến từ trường trung học phổ thông Hàm Rồng, Thanh Hóa; Nguyễn Trọng Thành, đến từ trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Sự kiện này đã được tổ chức tại Đài Truyền hình Việt Nam và có thêm 4 điểm cầu truyền hình tại các địa điểm biểu tượng của 4 tỉnh và thành phố. Điểm cầu tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Sóc, Hà Nội. Điểm cầu tại trường trung học phổ thông chuyên Quốc học, Thừa Thiên, Huế. Điểm cầu tại quảng trường Lam Sơn, Thanh Hóa. Điểm cầu tại khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, Hải Phòng. Sáng sớm, không khí tại cả trường quay ghi hình và các điểm cầu đã rất sôi động và nhiệt tình. Chương trình chính thức bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút bằng một màn trình diễn âm nhạc với ca khúc Yêu Việt Nam do ca sĩ Phạm Anh Duy thể hiện. Trong phần thi khởi động, thí sinh Nguyễn Trọng Thành đã tạm đứng đầu với điểm số 65, trong khi đó, các thí sinh còn lại, Việt Thành, Minh Chiết và Xuân Mạnh, đạt điểm số lần lượt là 30, 30 và 10. Phần thi vượt chướng ngại vật đặt ra một thách thức khá lớn khi thí sinh phải trả lời câu hỏi với từ khóa có 15 chữ cái. Trọng Thành và Minh Chiết đã cạnh tranh quyết liệt và chỉ có Minh Chiết trả lời đúng. Việt Thành đã gây nên sự bất ngờ khi chọn trả lời câu hỏi chướng ngại vật mà MC chưa kịp đọc câu hỏi thứ hai. Tuy nhiên, anh đã trả lời đúng và vươn lên dẫn đầu với 70 điểm, tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi. Các thí sinh khác ghi nhận là Xuân Mạnh 10 điểm, Minh Chiết 40 điểm, Trọng Thành 65 điểm. Phần thi tăng tốc tiếp theo đưa ra 4 câu hỏi, mỗi câu thí sinh có thời gian suy nghĩ 30 giây. Trong phần này, các thí sinh tiếp tục rượt đuổi điểm số. Kết thúc phần này, Trọng Thành vẫn đứng đầu với 165 điểm, tiếp theo là Xuân Mạnh 100 điểm, Minh Chiết 70 điểm và Việt Thành 120 điểm. Phần giao lưu và trả lời câu hỏi của các điểm cầu mang không khí vui tươi và hào hứng. Kết quả chung cuộc, điểm cầu Sóc Sơn và Thanh Hóa đồng giải nhất, còn điểm cầu Huế và Hải Phòng đồng giải nhì. Phần thi về đích đã đánh dấu sự kết thúc của cuộc thi với thí sinh Trọng Thành là người đầu tiên tham gia. Trong phần này, thí sinh phải chọn các gói câu hỏi với điểm số khác nhau. Việt Thành đã ghi nhận lại mình 110 điểm, trong khi Xuân Mạnh lấy điểm số 90. Minh Chiết chọn không trả lời câu hỏi cuối cùng và cầm lại 70 điểm. Cuối cùng, thí sinh Trọng Thành giành giải nhì với phần thưởng kỷ niệm chương và 200 triệu đồng. Trong cuộc thi này, Lê Xuân Mạnh đã xuất sắc giành giải nhất với tổng số điểm 220 điểm, giành chiếc vòng nguyệt quế danh giá và giải thưởng cao nhất là 50.000 đô la Mỹ, mức giải thưởng lớn nhất trong lịch sử 23 năm của Đường Lên Đỉnh Olympia. Việt Thành và Minh Chiết đều giành giải ba, mỗi người nhận được phần thưởng 100 triệu đồng cùng kỷ niệm chương.